Thưa quý vị, Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi đối thoại về vấn đề Biển Đông tính từ Jakarta, Indonesia trong chuyến công du nhằm thúc đẩy quan hệ với quốc gia Đông Nam Á. Hôm nay, Ngoại trưởng John Kerry gặp Ngoại trưởng Indonesia Mardi Nataligawa tại thủ đô Jakarta. Hai ông ký kết hai bản ghi nhớ, một về hợp tác ba bên, một thỏa thuận trao đổi thông tin và một bản ghi nhớ về chống buôn bán động vật hoang dã và khuyến khích bảo tồn động vật hoang dã. Trong một cuộc họp báo chung, ông Nataligawa cho biết Indonesia hy vọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Hoa Kỳ. Còn về phần mình, ông Kerry kêu gọi các quốc gia liên quan tới cuộc tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông giải quyết xung đột. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% vùng Biển Đông, 3.5 cây số vuông, nơi cung cấp 10% sản lượng đánh bắt cá toàn cầu và là tuyến đường đi lại của các chuyến hàng thương mại trị giá tới 5.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Bốn quốc gia thành viên của ASEAN, bao gồm Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam, cùng với 6 quốc gia khác trong khu vực, cũng tuyên bố chủ quyền. Indonesia đang cố gắng hàn gắn rạn nứt nội bộ nhóm ASEAN. Còn về vấn đề Syria, ông Kerry đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad gây đình trệ các cuộc hòa đàm. Cuộc xung đột kéo dài 3 năm cướp đi mạng sống của hơn 130.000 người và gây bất ổn tại các quốc gia láng giềng. Ông Kerry dường như đang cố gắng gây áp lực ngoại giao lên ông al-Assad và tìm một giải pháp chính trị có thể chấm dứt các cuộc tấn công của chính phủ vào các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ và tìm ra một giải pháp cho 10.000 người Syria bị cắt đứt hỗ trợ nhân đạo.